Maestro?
say you. Thank you, chứ đang gấp nha, không có nói chuyện nhiều được. Này phải nấu cơm, nấu nước, cực khổ quá trời luôn. À, ok con. Có gì gửi hình ở để hỏi chứ con. Chứ đang vội nha, không có chat lâu được. Cảm ơn cưng. Này chứ là phải nhanh tại vì không kịp giờ, 9 giờ là chứ phải 9 rưỡi chứ phải đi rồi. Giao vé cho khách nữa. Cái bữa mà mình make up đẹp chuẩn bị sẵn thì không có khách. Bữa nay mình không có định đi giao thì có khách. Mà bây giờ mình hứa là mình phải lộng lẫy gặp người ta chút xíu. Nhiệt tình quá mà. Ở cái người khách này cũng trên Beagle luôn, bởi vậy Trinh cũng cố gắng. Mẹ nó còn cái lông mi cái chuẩn bay. Trời ơi, tôi làm nghề make up mà cô. Tôi đã sống bằng nghề make up mà. Đó gì chứ là make up mà cưng. Tối nay có lấy vé không? Chỉ đi giao vé. Có một bạn đặt hai vé, nhưng một bạn đặt 4 vé. I love you.
bữa nay làm rất nhanh. Chị chưa biết em ơi, chắc tới khuya mới về, tại vì còn bàn công việc với sếp nữa. Em ơi, chị coi mặt em coi hoàng nhã, chị chưa biết mặt em. Kỳ đâu rồi trời, nhớ đại chị không nhớ em ơi, để chút mình chị coi lại. Để chúc chị coi em lu bu quá rồi. Thank you.
Cảm ơn em. Con mắt là khỏe, làm gì là mình make up xong con mắt là rất khỏe, nó đỡ cực kỳ cái lông mày. Nãy giờ quên em đó. Ồ, cái mỡ trăng vô nữa. Làm như một con điên. Alo. Make up xong là phải sửa tóc, bữa nay mới gội đầu nữa, cho nên là phải làm kiểu gì thật là đơn giản. Chứ không thôi là dơ tóc. Các bạn make up mỗi ngày là các bạn sẽ làm nhanh được như thế. Bữa nay là làm rất là nhanh. Đây còn mặc áo vú, còn tùm lum hết trơn. Bữa nay đánh rất là nhạt, xà lông mi cũng rất là mỏng. Bên mình bên trai nó nhìn kìa. Đánh nhanh nhưng mà vẫn kỹ nha các bạn, chứ không phải đánh ẩu nha.
trai hả? Bữa nay chứ không có gặp trai cưng, chứ đi bàn công việc với lại phát vé cho cái show đó cô chế đó cưng, show 1/4 chứ diễn á. Tại vì hẹn khách hàng phải make up đó, phải đúng cái hình ảnh đó người ta mới nhận. Ủa Duy, như là em đổi tiệm hả, em đổi địa điểm hả? 9 giờ rồi đó, thấy chưa? Trai bên khách sạn á. Nó thấy mình dị quá, nó nhìn. Dạo này ra đường tốn thời gian hơn trước. Em phải nói là muốn nuốt cả thế giới chứ không phải là muốn nuốt cả thế giới, không? Tắm rồi đó. Còn cái môi chắc tô son nhạt thôi, không dám tô son. Đi đeo khẩu trang nó sẽ bị lên. Ok. Cỡ này không dám tô son đậm, đeo khẩu trang. Siêu nhanh luôn hết rồi. Okay. No worries. Thank you.
Xong. Trong cái mục rồi. Quá. Đây. Mày à, không có vậy nha không con. I'm
Hư hết cái màu đen rồi. Bữa nãy mà làm mạnh tay quá nó đứt rồi. Xài cái đồ độn vú này hao quá. Cái màu đen nó đẹp mà sao cái màu đen nó không có bền. Kỳ cục quá. Chuẩn bị đi cưng. Bữa nay vừa nấu cơm vừa dọn dẹp nhà cửa mệt. Cái ngày mình rảnh đó thì không có việc. Ok cưng. Bữa nay đi đủ con heo chơi cho vui.
anh đây chuẩn bị đi rồi em ơi, có gì không? Không có kịp em ơi, giờ chuẩn bị đi rồi. Ồ nhé, em phải báo trước nha. Ừ. Mai ok. Sao cái này em qua em không có báo trước gì hết. Mai thì anh mai chứ ở nhà suốt đó. Rồi, ok, vậy đi ha, nhớ là qua báo trước nha. Rồi ok. Bộ qua mà không có nói trước ở đâu mà ngay giờ tôi đi qua. Cái này mặc cái quần gì ta, mặc cái quần jeans sao? Ây da má, cái bóng tay này trời ơi, nó xước nhớ. Với cái quần hả? Quần jeans. Yeah, this one is better way. It's okay. Sao mà cái quỷ này chưa cắt này? Tôi đâu có dăm đâu. À. Thôi nhấp mẹ nó ra đi, mệt quá. Cái tức quá. Mới thấy cái kéo ở đây tới lúc tìm thì nó biến đâu mất. Số gì em? Vô tư cưng. Chế đẹp sẵn. Yes, ok. Sao gì cũng được, chứ sẵn sàng. Mình 63 đồng du. Ủa trắc quyên của ai? Của mình đâu phải của người ta hả? Được. Cái kiếm một cái cây kẹp son. Lâu quá rồi mình không có xài cái cây này, không biết cái cây này liệu có ăn hay không. Ok. Ơ đủ mẹ. Đi đi cưng, ok, em bút đi, chế dùng phút qua. Rủ thằng Kevin luôn. Ấy nhưng mà tiền bạc sao, có tốn tiền gì không? Tốn tiền vé gì không trời, tôi đang không có tiền nữa nha. Không có tiền là nó không có tiền nữa nha. Sao mà... Baby
Cái giá vé bên đó mắc không? Ok, điện thoại đi cưng. Bữa nay chứ làm cái xì tai mất dạy. Nghe nè em. Ok. Nó cũng diễn drag queen luôn đó hả? Ok. Rồi. Rồi, ok. Ok, vậy đi ha. Rồi, ok. Bye. Trời ơi, sao cái dây này bữa nay. Bị ngược tay cho nên là không biết nó vô cái lỗ nào. Con phúc giờ này nó chưa qua nữa, nó cỡ này chế làm rất là nhanh. Con phúc nó qua hơi trễ. Phúc ơi là phúc. Cột cái tóc lên mới được. Phướng quá phướng. Phải chi mà tối nay đi biết trước vậy, mình không có gọi đầu. Mày bị ngược, bị ngược hèn chi.
Cảm ơn em, chỉ cố gắng thôi. Chỉ cần có tiền thôi em, không đủ tiền cho nên nó hơi cực. Cực cái tóc. Nên là làm quá nhanh luôn, thích quá à. Bà mẹ nó tự nhiên cái tới bữa nay cái lỗ bên này nó không vô. Đi giao vé rồi đi công việc nè. Kỳ cho trời. Thấy không, đâu phải bước ra đường là dễ đó các bạn. Làm tùm lum thứ chứ. Ok được rồi. Có cái gì trơn trơn vô cái là nó vô liền đó. Ok. Uống cái tóc này xíu. Đôi khi nó hơi cực tí xíu nhưng mà nó vui, phải không? Tự làm cho mình thì thích hơn. Ấy chết mẹ lộn rồi. Pin. Oh no 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 no. Con làm gì cũng nhìn buồn như tụi mày.
Tội nghiệp bà quá, bà nhìn chứ mỗi lần chứ đi chơi á, bà chó bà nhìn bà buồn, cái mặt bà buồn ơi buồn luôn. Đi công việc em đi bán vé cho khách rồi sẵn đi đi công việc với sếp. Chưa mới gọi đầu xong nè. Định giữ cái đầu này 3 ngày mà chắc cũng được rồi. Hello, cô bé Duy. Chứ lên đây chơi xíu thôi, tại vì á hả? Livestream xíu thôi, hồi chứ đi công việc rồi. Có ai mua vé không? Chúc tôi đi giao vé tiếp ở quận nhất nè, có ai mua không tôi giao luôn nha. Đừng có để chúc tôi vô quán ba quán này quán nọ rồi kêu tôi đi giao, tôi không có giao đâu nha. Nhà chế giao bé ở quận mấy đó quên, là chưa có coi địa chỉ, là quận nhất á. Không lẽ xịt keo hả trời? Xịt keo thì nó dơ tóc quá. Kệ nó em ơi, có còn hơn không em hiểu không? Chứ giờ mình nghèo mình không có xe hơi lấy gì mình đi, phải đi xe gắn máy, cứ chịu thôi. Cảm ơn cưng. Nét đẹp nhân tạo thì cưng ơi, Chi ơi. Bữa nay mặc bộ đồ đĩ không? Queen mà ra đường nó phải queen, đúng không? Phải giữ phong cách. Không lẽ làm tóc cổ điển, mà làm tóc cổ điển thì phải xịt keo rất là nhiều. Mới gội đầu trưa luôn hết rồi, ôi tiếc quá. Ở bên kia nhạc hát với nhau nó hát. Sao em? Em nói gì nhanh quá chứ không có đọc được em ơi. Mấy em bên Beagle ơi. Chứ hiểu em, nhưng mà bây giờ không có thời gian hiểu không, con quỷ phúc giờ này nó chưa qua nữa thế nè. Trời ơi, cái này ra đi tao công ty mẹ nó rồi. Ồ đẹp quá, chị mê kiểu này quá. Này đẹp quá. Giờ xịt keo thôi. Ơi, tự nhiên uống ra cái lọ này thích dễ sợ luôn vậy đó hả? Đau lòng quá. Cái luộc đâu rồi, cái luộc đâu rồi? Cái tóc của cái người idol mà tôi thích đó. Thích quá hà.
Úc luôn, cho tóc ngắn luôn. Chế là chế hợp với cái gì cổ điển đó biết không? Chế làm tóc theo thập niên mà 30 đó em. Thập niên năm 1930 đó. Không có ai phụ hết cho nên là một mình làm rất là cực. May là tôi biết nghề đó.